chơi game kèm à? Đừng có lo, các bạn có thể thuê các game thủ chuyên nghiệp để cày kéo rank. Nếu FA vẫn có thể thuê ngay được các bạn nữ xinh xắn để chơi game cùng. Và không chỉ là có mỗi chơi game đâu, các bạn còn có thể hát hò và tâm sự thầm kín với nhau cơ. Giao diện của Lita rất là dễ nhìn, các bạn có chấm xanh là đang online này. Bấm vào là có thể nghe được cả giọng nói. Hi, chào tất cả mọi người, mình là Trâm đây. Ai thế? Nếu thấy thích, bấm ngay vào chat, sau đó đặt đơn triển thôi. Và ngoài ra chúng ta còn có cả mục khoảnh khắc. Các bạn có thể vào đây và xem ảnh cũng như là video của các bạn trên Lita đăng tải hàng ngày. Biết đâu kiếm được crush thì sao? Nếu mà tìm mãi không được ai ưng ý thì các bạn có thể vào phòng get đơn. Phòng này vào thì các bạn cứ nhấn yêu cầu đặt đơn và nói ra yêu cầu của mình. Bạn hostess tuyển 8 bạn trai xinh gái đẹp đáp ứng đầy đủ nhu cầu của tất cả mọi người. Họ sẽ giới thiệu cho anh em, sau đó thích ai thì đặt đơn người đấy. Còn có cả phòng giải trí, nếu mà chán quá thì có thể vào đây bất kỳ lúc nào để nghe các bạn hát hò tâm sự. Có thể yêu cầu lên ghế để chọn bài hát yêu thích, nhưng cái quan trọng ấy, các bạn nhớ donate cho người ta, cho người ta vui nhá. Giá cả thì rất là phải chăng thôi. Và nếu như các bạn chọn nạp tiền qua website của Lita thì còn rẻ hơn nữa cơ. Trang chủ của Lita cũng như là link tải app mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả cũng như là bình luận của video này để cho các bạn dễ dàng tiếp cận hơn. Sắp Tết rồi, vào kiếm gấu đi chứ còn gì nữa. Tải Lita liền tay, có ngay đồng hành. Rồi, ok, hello anh em. Chào mừng các trở lại channel Pop Love. Chào cả chị em luôn. Fit and Girl Fit. Và hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một loài quái vật. Đây là một cái loài rùa, người ta gọi là rùa cá sấu. Rùa gì gì đấy. Và đây là một trong số những cái loài có cái lực cắn mạnh nhất trên thế giới. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sở hữu nó trong con game Fit and Grow Fish. Đây là một cái trong số những cái con mà chưa bao giờ tôi chơi. Bởi lẽ là cái con này tôi cảm thấy là nó bị lỗi các bạn ạ. Và hiện tại thì cái con rùa này nó vẫn bị lỗi, nhưng mà tôi đã tìm ra một cái cách để anh em mình có thể khắc phục được nó và chúng ta có thể chơi được nó. Đấy, thì cái con rùa này nó thở bằng phổi, nó chỉ có thể sống ở kiểu ở trên bờ thôi. Đấy, con này chưa? Đấy, rùa đi hai chân. Đấy, tôi đang ở trên một cái tảng băng. Con rùa này nếu như mà tôi cho nó xuống nước thì có vẻ nó sẽ oảng ra ấy. Wow, vâng, những người bạn thân thiện. Đây là những người bạn hải cẩu các bạn ạ. Wow, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều hải cẩu nó tụ vào một nơi như này. Để tôi cắn chào hỏi các bạn đi nhé. Ok, anh em mình cắn để chào hỏi phát. Ok nhá. Ok nhá, ôi là kìa, sao lại ngửa đây nhỉ? Ok. Ok, ui, ok, ok, ui. Này, tính ra là cái lực cắn của mình thì tôi cảm thấy là nó khá là tốt đấy. Nhưng mà có một cái vấn đề là mấy em hải cẩu này nó cứ tụ vào một chỗ làm tôi không phân biệt được đâu là cái đối tượng mà tôi cần cắn, đâu là cái đối tượng mà tôi không cắn các bạn ạ. Tại vì tôi có phải là cái loại sống bẩn đâu đâu, tôi không phải là cái loại sống chó, cho nên là tôi sẽ không cắn trộm các bạn nhá. Mình cắn trực tiếp luôn. Rồi. Vâng, các bạn ấy tụ ở đây tính ra là tôi cảm thấy như mình đang kiểu đi ăn buffet ấy. Gặp những người bạn mới mà tự nhiên tôi chỉ nhìn thấy các món ăn được đặt trên bàn một cách thơm ngon. Rất nhanh, tôi đã level 2 rồi. Ok, nhanh phết nhỉ, level 3 rồi đấy. À đây đây đây, mình đi ăn buffet thì mình cũng phải để cho các bạn ý đồ ăn chứ đúng không? Anh em mình phải là nhường cơm xẻ áo, chia sẻ cho nhau. Bạn ơi, còn một miếng này bạn ăn đốt đi, bạn lại khinh đồ ăn của tôi à? Đúng rồi, đây bạn này vào ăn đi. Ăn đi. À, chê à? Con này nó chê đồ ăn của mình. Chê là không thân thiện rồi. Anh em mình nhường cơm xẻ áo cho nhau mà bạn lại chê đồ ăn của tôi. Thế là không được, bạn làm thế không được. Bởi lẽ là cái con rùa này nó bị lỗi, thế nên là tôi sẽ cho các bạn xem một cái năng lực đặc biệt của nó. Và tôi vừa mới phát hiện ra đó chính là nó bay được các bạn ạ. Mẹ cả trưởng ạ. Tôi đã bảo rồi, cái con rùa này anh em mình đã thử rất là nhiều lần chơi nó đúng không? Và nó đều bị quẳng ở dưới nước. Nhưng hôm nay tình cờ tôi phát hiện được ra là nó có thể bay được. Thế nên là anh em mình không bao giờ sợ là nó bị quẳng dưới nước các bạn ạ. À. Phi công à? À, bạn là phi công à? À, xin chào chim cụt luôn. Ok bạn nhớ, tôi lên level 4. À, từ để tôi lùa con chim cụt này vào. Chạy đâu? À, nó chạy nước rồi. Tôi không chạy được xuống nước, bởi lẽ là bơi xuống nước thì cho tôi oảng mất, để tôi thử nào. Em nghe. Hey, xuống nước thật đấy. Wow, nhiều đồ quá. Đớp luôn. Wow. Wow, tôi ăn được cả thịt to rồi. Wow, tuyệt vời. Wow, kẻ tham ăn nhất thế giới đây. Nhưng mà vấn đề là wow, được đấy. Thú vị đấy. Mà tôi nhớ rõ ràng là cái con rùa này nó có biểu tượng là nó thở bằng phổi. Thế mà tôi chả thấy nó thở cái gì cả các bạn nhỉ.
chưa thấy nó thở bằng phổi phát nào. Thế đúng là kiểu bị lỗi thật. Tôi là rất là thích với những cái con này, tại vì nó vô cùng là nhiều thịt và nó cũng rất là thân thiện, nó không bao giờ cắn lại mình cả. Rất ít khi nó cắn lại mình. Ok các bạn thấy chưa, anh em mình mới có level 11 thôi mà đã siêu to khổng lồ như này rồi. Uầy, có thịt kìa. Không biết thịt ở đâu ra nhỉ? Không biết ở đâu thì chắc chắn nó là của mình rồi, đúng không? Nhặt được thịt rơi, tạm thời đút vào mõm. Đấy, kiểu nó mày như thế. Úi dồi. Uầy à, nó xiên tôi, cay thế nhỉ? Nó vừa, nó hình như là có người là vừa chọc gậy bánh xe đúng không ạ? May mà tôi mới chỉ đưa thân mình ra chứ không phải là đưa mông mình ra. Đưa mông mình ra tờ hoang toang ngay. Bạn ấy vừa đâm vào người mình thì bây giờ mình xin phép mình chỉ hôn lại bạn một vài lần thôi để thể hiện cái tình hữu nghị nhá, chứ không phải là tôi cố tình trả thù. Anh em mình sống là phải biết bỏ qua, bỏ qua mọi hiềm khích đúng không ạ? Thì anh em mình mới có thể sống thanh thản được. Ok, anh em mình lên trên này. Rồi, hít thở ánh nắng tí. Ôi giời ơi. Đây, tôi sẽ zoom gần vào chút. Đấy, này, trông thiết kế giao diện của con này trông đẹp phết chứ đùa đâu nhá. Ui, được đấy, được của nó đấy. Ui, được đấy, đẹp đấy bro. Ui, tuệ luôn, quả mồm này đúng là chúa tể ở những chiếc mõm rồi. Cái này nó mới đẹp dài. Ui, mặt trông xấu đấy bạn ơi. Ui, giống Mbappé thực sự. Không phải là tôi trêu hay là tôi body shaming Mbappé, nhưng mà nhìn ở góc độ này thấy giống Mbappé thực sự. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến những cái hòn đảo xa hơn. Tại vì là cái con này của tôi là có kỹ năng bay mà. Thế nên là xin phép các bạn là ở trong cái tập này anh em mình chơi hơi bố láo mất dạy một tí nhá. Tôi thề với các bạn luôn là lần đầu tiên tôi được chơi một cái con mà nó bị lỗi, mà nó có khả năng bay như thế này, mà tôi lại không thử bay đến những cái vùng đất mới thì đúng là không phải là tôi rồi. Tôi sẽ thử bay đến những cái hòn đảo mới, những cái nơi mà anh em mình chưa bao giờ thử đến, đúng không? Ví dụ như ở đây chẳng hạn. Đấy, ví dụ ở kiểu trên bờ này. Đấy, hạ cánh các bạn đẳng cấp không ạ? Hạ cánh nhẹ nhàng thực sự luôn. Đấy. Vâng, ngoài việc biết bay nó còn đi bằng hai chân được các bạn nhé. Tôi phải nói với các bạn là nó khinh ra mặt mấy con rùa kia, bởi lẽ mấy con rùa kia nó vẫn phải đi bằng bốn chân và nó không thể nào chạy được như tôi. Đấy, các thấy không ạ? Quá đẳng cấp luôn. Ê, tôi chưa hút được mấy con này, tôi chưa hút được. Tôi chưa hút được nhưng mà tôi có thể cắn được nó mà, đúng không? Uầy, bắt được heo. Trưởng ạ, tôi cắn một phát chết mấy con luôn. Quá ghê gớm rồi. Wow, level 17 rồi. Đấy là mới chỉ là chơi rất là nhẹ nhàng, chơi rất là kiểu nhẹ nhàng tình cảm chứ không phải là tôi chơi máu chóa đâu nhá, mà đã level 17 rồi. Kỹ năng của nó là a à, thú vị nhỉ. Kỹ năng rùa rụt cổ à? À đây là một kỹ năng rất hèn nhá các bạn nhá. Một kỹ năng rất hèn. Người ta hay nói cái câu là con rùa rụt cổ là để chỉ cho những cái hành động hèn hạ. Kiểu như thế. Và đây là một kiểu gì? Nhưng mà quan trọng là hiệu quả là được, đúng không? Hiệu quả là được. Đấy, rùa rụt cổ. Bây giờ tôi sẽ thử cái kỹ năng rùa rụt cổ này với Megalodon các bạn nhá. Anh em mình bơi ra chỗ Megalodon và sau đó thì anh em mình thử kỹ năng rùa rụt cổ để xem là cái con Megalodon này nó có đớp được mình không. Để tôi thử ra đây để xem cái con này nó có cắn tôi không. Tôi nghĩ là tôi là một miếng mồi khá là thơm, thơm ngon mời bạn ăn nha, nhưng mà chưa thấy bọn này cắn mình, chưa thấy nó tấn công mình. Chắc là nó cũng respect mình đấy các bạn ạ. Nó kiểu respect mình ấy. Đây rồi à. Rùa rụt cổ. Yeah. Đuổi nhanh lên. Cay thực sự à. Sau khi rụt cổ mà tôi không bơi được. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Từ. Rơi xuống đáy xã hội rồi thì làm sao mà thử nghiệm được. Đây, để tôi sẽ, để tôi bơi ra thử bên này đi. Thay vì chờ đợi anh em mình nên chủ động. Đây, tôi chủ động luôn. Nào, cắn anh đi. Rùa rụt cổ. Ê, cay, tê chưa. Quay lại cắn anh xem nào. Ui, đấy, ui ôi. Nó cắn mình được 19 máu các bạn ạ. Khá là đáng yêu nhé. Kiểu cắn yêu hả ông? Ôi, yêu thế nhờ. Cắn cho bạn một phát này. Đấy. Nhưng mà mới chỉ được có 19 máu thì tôi xin lỗi các bạn. Xin lỗi các bạn luôn nhá. Các bạn là dù cắn. Xin lỗi các bạn luôn này. Xin lỗi. Xin lỗi bạn nhá. Xin lỗi bạn luôn. Các bạn thấy chưa? Tôi cắn cho con này tòe mỏ luôn chứ đừng có đùa. Ok, mỗi tội là hơi bị lâu. Đấy rồi, hơi bị lâu thành thịt nhá. Ok, ngon. Đấy, anh em mình đã thử nghiệm được với
cái tính năng này với thanh niên đầu tiên. Nhưng mà tôi đang thấy ở đây là có một cái bữa tiệc buffet dành cho tôi. Thế nên là tôi đi qua đây để tôi ăn tráng miệng thôi. Đấy, ok. Ăn tráng miệng 3 miếng thịt to thôi. Rồi anh em mình di chuyển nhá. Chứ không tham. Tôi nghĩ là cái con đấy nó phải cắn khỏe. À đây 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 đây. Rùa rùa cổ. Ô, nó khinh mình. Ôi, nó khinh mình. Nó khinh tôi. Bực thực sự. Kia 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 kia. Rồi, cẩn thận không phải lag là buồn lắm đấy. Anh em mình lại sắp được ăn buffet ké. À, bắt đầu dậy rồi. Bắt đầu dậy rồi. Đây, tôi sẽ bơi vòng quanh. Ui, bắt đầu vũ điệu dậy rồi. Cong hết cả người lên rồi. Ok, anh em mình đứng đây là xem chúng nó cắn nhau. Ui, từ từ chạy. Đứng trước mõm nó lại buồn mồm, lại cắn được mình cái thì không vui đâu. Ui, đời ơi. Không vào đớp thì nó bảo mình ngu. Ok. Rùa rùa cổ. Wow. Bao nhiêu máu? 30 mấy máu ấy, 77 máu. Ui ôi. Vâng, đây là cận cảnh cái việc mà chúng ta chơi cái trò nghịch dại là cho Megalodon cắn. Quảng chưa? Quảng rồi ạ. Tôi tận mấy trăm máu mà sao nó cắn nhanh thế nhở? Ok. Vâng, đây là hình ảnh của tôi các bạn ạ. Tôi nghĩ là Megalodon cũng bị móm sau khi mà cắn vào tôi. Phải chưa? Không dễ đâu bạn ơi. Ôi, tôi lại vừa hồi sinh ở cái chỗ có rất là nhiều những cái bạn bạn chim cánh cụt này. Các bạn đáng yêu quá, cho mình xin ít thịt nha. Ôi ôi, thề luôn với con chim cánh cụt nhanh quá các bạn ạ. Ở trên mặt băng này chúng nó như kiểu là chúng nó chơi kiểu trượt patin ấy. Mình không thể đuổi được nó luôn. Đấy. Đấy, hạ cánh các bạn thấy không? Các bạn thấy tôi hạ cánh ạ. Đấy, hạ cánh an toàn luôn. Ai cho chạy. Ôi giời, chạy nhanh quá. Chân nó còn ngắn hơn cả chân của mình mà nó chạy nhanh thế nhỉ? Không thể tin được. Đấy, các bạn thấy không? Vừa nãy là mặc dù là tôi đã bị cắn oẳng, nhưng mà bằng một cái sức mạnh của cái vỏ này nó quá cứng, thế nên là tôi vẫn chưa bị giã ra thành những cái miếng thịt. Để chứng tỏ là sức mạnh của con rùa này là thực sự là rất là đáng kể. Nếu như mà tăng lên một cái level mà nó khủng khiếp như kiểu 20 hay 30 nhỉ? Bà đạo làm luôn đấy. Ok, tôi cày một tí đã nhá. A few moments later. Rồi. Hello baby. Giữa trời đông. Ở thôi, tôi sẽ không nhại cái đấy nữa. Tôi nghĩ là đó là một điều không tốt. Tôi level 23 rồi. Và như các bạn thấy, bây giờ là anh em mình sẽ không đi làm vật thí nghiệm cho thằng khác cắn nữa. Tôi cảm thấy đấy là một hành động không tôn trọng bản thân. Mình phải yêu thương bản thân mình chứ, tự nhiên mình lại đem thân mình ra cho chúng nó cắn. Không được đúng không ạ? Bây giờ thì tôi sẽ phải tiến hành tăng cấp đi. Để xem khi mà đạt đến một cái level nó bá đạo một tí thì chúng ta sẽ như thế nào. Ok. Hiện tại thì level 24 rồi. Từ nãy giờ tôi là chỉ có tập trung vào để tăng level thôi. Ở quanh khu vực này thì thực sự là nó rất là nhiều thịt. Đấy, con nọ cắn con kia rồi con nọ giao lưu kết hợp với con kia. Tôi chỉ việc quay ra đớp rồi, quá nhanh và quá nguy hiểm. Ok. Vậy anh em mình sẽ đi qua cái chỗ cái con cá voi cụ để xin nó một ít protein các bạn nhé. Ui con này VIP pro này, anh em mình xuống solo nó thử đấy. Sợ gì? Ui nó cắn mình nhìn rơi máu. Oh my god. Xin lỗi bạn nhé, anh em mình chỉ là giao lưu với nhau các bạn hiểu không? Ra đường đừng bao giờ tỏ ra mình là thằng bố đời và đầu gấu nhất nhá. Tại vì rất có thể bạn sẽ gặp một thằng nó còn đầu gấu hơn mình, nó phang mình đấy. Trông đơn giản mà không hề đơn giản một tí nào. Tôi lại hồi sinh ở chỗ mấy bạn rùa này. Thật là hợp lý. Kiểu mấy bạn ấy kỳ thị mình hay sao ấy. Kiểu như chúng nó có kiểu một cái mai nó mượt mà hơn đúng không? Còn mình có một cái mai thô ráp hơn, nên là chúng nó cứ thấy mình là chúng nó chạy. Mà mình cắn nó được có 16 máu. Mở hết cả mồm mới được miếng thịt chứ có phải đơn giản đâu. Thôi không thèm chơi các bạn nữa, tôi lại bay đây. Tội gì mà không sử dụng năng lực đặc biệt đúng không ạ? Anh em mình đi thám thính một vòng xung quanh chỗ này xem là chỗ nào nhiều cá, anh em mình hạ cánh nơi anh nhá. Nếu còn không thì tôi vẫn sẽ bay tiếp. Đấy rồi, chỗ này tôi thấy có nhiều hải cẩu, anh em mình hạ cánh luôn. Tóm. Ôi đấy. Này, hình như là tôi hạ cánh chỗ này là khá chuẩn đấy, các bạn thấy chưa? Vừa xuống có lộc luôn. Có lộc luôn, chứ còn gì nữa.
có lộc luôn. Ui thơm thơm thơm. Ui nhiều lộc chưa? Quá nhiều lộc luôn. Tôi nghĩ là mình hạ cánh ở chỗ này là rất là chuẩn rồi đấy các bạn ạ. Ok, hàng ngon, hàng ngon, hàng về, hàng về. Mặc dù là tôi đã bị tấn công bởi mấy cái con lít nhít xung quanh nhưng mà không thành vấn đề các bạn ạ. Level 13 luôn. Ui rồi. Ui rồi. Ui rồi, lộc 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 lộc. Lộc đến, lộc đến. Ui rồi, lộc ông rơi võ đầu. Ui rồi. Được cô thương thì đúng là làm người thường nó cũng không thể được rồi. Căng quá các bạn ạ. Vào đúng địa điểm du lịch luôn. Úi dồi ôi. Úi dồi. Ở đây chắc là cỗ to, cỗ to. Level 17 ngay các bạn. Ui được đấy. Ok anh em mình hit luôn con này đi. À mấy con kia nó cứ lại săn mình à. Săn anh à. Săn anh à. Săn anh à. Nào có giỏi mình đấu mõm. Ui quá được. Ui rồi. Ui rồi các bạn này sao lại sâu xé vào một bé thế. Sao không biết đường mà chia cho ra. Rồi ok, hiện tại tôi level 35 rồi. Đang sưởi nắng một tí các bạn ạ. Để đỡ bị lạnh lẽo cái mùa cuối năm, cái mùa Noel các thứ. Người ta đi chơi với nhau, người ta kiểu ôm ấp nhau các thứ. Đấy, kiểu kiểu thế. Tôi nhìn tôi bị lạnh lắm. À mới cả bây giờ là bây giờ chiều rồi chắc là trả phòng rồi đi về thôi nhá. Để người ta còn dọn dẹp. Đấy, tôi nhắc nhở nhẹ nhàng thế. Không lại cứ nằm đấy đến tận tối thì không được đâu. Rồi bây giờ anh em mình sẽ di chuyển đây. Chúng ta sẽ cùng nhau quay lại chỗ của cá voi cũ. Để tôi thử nghiệm sức mạnh của con rùa này khi anh em mình ở level 35 thì sẽ như thế nào. Ok tình hình là bây giờ đi tìm từ level 35 mà bây giờ level 40 rồi, sắp 41 đến nơi rồi mà vẫn chưa tìm thấy nó ở đâu cả. Mà tôi rõ ràng là nó chỉ ở quanh quanh cái vùng nước băng giá này thôi. Hay là vớ vẩn lại bị Megalodon nó đớp cho rồi nhỉ. Hên xui lắm các bạn ạ. Tôi sẽ thử bơi ra hẳn một cái vùng nước khác để xem nó có ở đấy hay không. Ô, ôi đây rồi. Ui dồi ôi. Tìm mãi đi level 41 thì mới tìm thấy nhau các bạn ạ. Ui dồi ôi à, vừa nhìn thấy nhau cái các bạn đã định đớp tôi à. Thế thì không vui rồi. Thế thì không vui rồi. Đây rồi. Trong cái vùng nước như này tôi thề nó không quay lại đớp tôi được đâu. À ok nhá. À, nó trốn vào tận trong này. Bảo sao tôi tìm mãi không thấy. Đúng ra nó phải ở ngoài này. Nó phải bơi lẩn vẩn ở ngoài này mới đúng. Ok bây giờ tôi đã xử đẹp nó rồi. Đâu rồi đâu rồi. Anh em mình bơi ra ngoài này để tìm nó ngay. Level 44 rồi các bạn nhá. Đấy nguồn thực phẩm dự trữ của tôi đấy các bạn ạ. Mày. Mày. Con này cắn khỏe phết đấy. Đừng có đùa. Anh em mình không đùa được với nó đâu. Wow, bây giờ tôi cắn 3 phát là bảng rồi. Level 49. 49. 49 gặp 53. Ok, một hit hết luôn. Ok, vừa phải lên bờ để hít một tí oxy thì anh em mình mới xuống để quẩy tiếp được. À, quẩy cắn 2000 máu luôn. Wow. Ghê. Này, với 2000 máu này tôi nghĩ với các bạn, tôi thề với các bạn luôn là cái con Megalodon kia nó chỉ cắn mình được có bao nhiêu? 70 mấy máu thôi, đúng không? Thế thì bây giờ mình thừa sức thắng được Megalodon đấy chứ đùa. À nhưng mà đấy là trong cái tình trạng mà mình chui vào trong mai thì nó mới như thế. Chứ còn nó cắn bình thường thì chắc là vẫn hoảng. Nhưng mà tôi sẽ thử xem nào. Level 55 thôi mà, đúng không? Biết đâu đấy nha. Bây giờ anh em mình còn đi lùa nó luôn. Như kiểu cơ động đi lùa mấy con báo trong đêm ấy các bạn. Cơ động lùa báo này. À đấy rồi. Mày. Hoảng rồi nhá. Tưởng thế nào? Tưởng Megalodon thế nào? Cũng thường thôi. Thường thôi em ơ. Thường thôi em ơi. Tưởng Megalodon thế nào? Ôi chết rồi, từ từ. Để tôi bơi lại cái. Ôi lắc. À để rồi. Ôi là cắn mình 200 máu đấy. Tưởng thế nào? Tưởng em thế nào? Cắn được dụng vây luôn. Ok. Ok luôn. Ok nhá. Ui dồi được đấy, ui được của nó đấy. Từ từ để tôi bơi vòng quanh xem nào. Đấy rồi. Tại vì nó hồi sinh rất là nhanh. Megalodon 2007. Để xem thằng nào da dày hơn. Để xem thằng nào da dày hơn. Ok. Wow, level 60 rồi. Woo! Với cái đà này thì rất nhanh thôi. Anh em mình lại thống trị đại dương ngay.
Ok. Ok. Ok, đấy, 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 đấy. Các bạn thấy không ạ? Vâng. Câu chuyện bây giờ là nó sẽ chỉ như thế thôi, loanh quanh nhưng nó không khác đi đâu các bạn ơi. Đấy, và cái câu chuyện nó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi tôi lên level 103. Với cái level này thì bây giờ không còn ai là đối thủ của tôi nữa rồi. Và thực sự nó không phải là cái việc khó. Khi mà anh em mình đã chiến thắng được kẻ mạnh nhất đại dương thì việc mà lên được level 100, 200, 300 nó chỉ là cái vấn đề thời gian thôi. Và tôi đã cắt bỏ đi những cái đoạn đấy để tránh cái việc là anh em mình bị mất quá nhiều thời gian, đúng không? Bây giờ thì sau khi mà lên được level 103 thì đây, đây chính xác là cái kích thước của nó. Đó, anh em mình có thể đi bộ dưới đáy đại dương, không cần phải bơi nữa. Tại vì là đại dương nó không đủ độ sâu, các bạn hiểu không ạ? Không đủ độ sâu để tôi có thể cảm thấy thỏa mãn. Thế nên tôi chỉ đi bộ, tôi không bơi được. Để xem với level 103 thì anh em mình có bay được không nhé. Đây, vẫn bay được ạ. Bắt được heo luôn. Tôi nghĩ con này bây giờ chắc nó phải rơi vào tầm vài trăm tấn đến cả vài nghìn tấn mà nó vẫn bay được, vô lý thật. Nào, hạ cánh nơi anh ở đây nhá. Kiểu nó có cả sân bay riêng luôn ạ. Dị thật sự. Đấy rồi, đấy, góc này đẹp đấy. Úi dồi ôi. Úi, góc này đẹp đấy. Úi, được của nó không ạ? Rồi ôi, ghê gớm luôn, lùa đâu. Rồi, này, trông đồ sộ không? Nhờ, như một quả núi. Nếu mà nhìn từ cái góc độ đằng xa xa này thì người ta sẽ tưởng nó là quả núi. Nhưng mà khi mà đi gần và đến đít nó thì các bạn sẽ biết là đây không phải là núi. Rồi, ok, và chắc là video này tôi sẽ kết thúc ở đây nhá. Đây là cái phiên bản cập nhật mới nhất của con rùa. Thế nên là tôi đã có thể chơi được cái con rùa này. Nhưng tất nhiên rồi là cái phiên bản chơi được nó vẫn có rất là nhiều lỗi. Cụ thể là con rùa của anh em mình nó biết bay. Nhưng mà không sao, tôi thì không quá lạm dụng cái tính năng bay đấy. Nhưng mà thế nên là anh em mình vẫn có một clip trải nghiệm cái con rùa này khá là thú vị. Thực sự đây là một cái con mà tôi rất là thích. Nhưng mà bây giờ tôi mới tìm ra cách để mà chơi nó. Được rồi, nếu như các bạn thấy thích con game Fit and Grow Fish này thì hãy ủng hộ tôi cách là nhấn like cho video nha. Và đăng ký kênh Pop Pro nữa để giúp tôi sớm đạt được 1,6 triệu người đăng ký. Rồi, các bạn thấy chưa, sức mạnh của nó thế này cơ mà. Cảm ơn mọi người đã lựa chọn xem video của tôi. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.